Các bạn thấy không? Trời nó lạnh như là hơi nước nó đang bốc lên như những đám mây, đẹp không? Sương phủ trắng kín,
quan tâm theo dõi video của mình nhé. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Từ lúc bây giờ mình xin kết thúc video tại đây thôi.